Vì chức tới nha cả nhà ơi, sáng sớm tới là có miệng vì chức là nói sùm. Anh Bảo mở hàng em cái bánh đi, em đi bán bánh này nè. Ôi, bánh luôn hay chứ. Bây giờ số bánh hả? Đem nhiều lên. 10.000 cái. Lấy con cây đi chứ. Mở hàng đi anh Bảo, anh Vinh. Cái đúng rồi, đúng rồi, cái này. Không thổi lửa. Mày xăng cho bà thổi. Sáng ra mày đựng sôi mà bóp sôi, tao đã dặn mày bao nhiêu lần này. Tao đi giấy gần chết, tao chùa bốn mặt rồi đó. Trời ơi, trời nghe gì có kinh còn rồi nha, nha. Nghe mất chậu rồi nha. Ủa sao nó lớn rồi đi chứ, sao nó nhỏ nhỏ vậy? Ủa nói mà có kinh con gì chứ. Chất. Đó. Bả Vũ đi hương chạch với bằng hòa bình với lòng xiên. Ông chết giờ chết giữa diễn này chết lấy cái xe để lên đầu đi. Mua người chắc mua hết luôn không? Đúng nổi mà. Ông nhấn bán là chắc lên chưa nổi là xỉu anh mở hàng em cái đi anh. Thôi chết chồng. Trông Vinh với bà Phụ. Đó hết có coi liếm. Ông trả bằng. Mở hàng cái này chứ. Mở cái gì á? Tấn Nguyễn á giờ ha, còn không có đồng bạc đâu uống cà phê trả tiền nữa. Chị chứ có nói không? Có, chồng có hết tiền lắp băng rồi. Chị là khó sao nói vậy? Tôi nói tôi còn cho tiền chồng tôi nhậu nữa đó mấy bà. Hôm qua mẹ ăn cái gì mày? Mẹ ăn dứa dứa gì đó. Mẹ ăn xanh dứa. Không xăm chứ. Không xăm chứ. Tiền mà biết bao nhiêu rồi, có là bà đưa lại có 200.000 mà không kể. Tiền hả mày? Vậy mày về mày lấy ông Toàn với nhà đây. Tao mới ly dị bây giờ có ông Vinh ký nè. Lấy trước ông Toàn đi. Mày cưới tao rồi. Có giấy kết hôn chưa? Có. Đâu? Móc ra đi rồi có. Ra mượn giấy thùng để qua cho nó ơi. Kết hôn tao có giấy đàng hoàng nè. Lấy ra cho mày coi anh Bảo làm chứng cái giấy. Giờ kêu công an xuống giải quyết luôn đi. Giờ làm giờ bán bánh là biểu diễn của bà của anh. Còn buôn cái là kìa biểu diễn rồi. Đúng rồi, bán bánh rồi anh hỏi giờ trồng chuối đi giờ con. Dễ lắm, trồng chuối được rồi. Không mà lấy con rắn nhét vô lỗ mũi đi. Thôi rắn gì mà nhét lỗ mũi nè. Cắn sức ngủ luôn á. Tối tao ngủ rồi thấy cung nguyện trúng số mày. Tự nhiên tao nó cũng lộn quá trời luôn. Mới sáng sớm ra gây lộn mà đúng luôn á. Ngủ nằm như bao á, thấy cung nguyện trúng số mà tiền quá trời. Gái theo nó nhiều lắm. Phải chơi theo nhiều hả? Không. Trời ơi, nó uống với anh Bảo mấy giờ mới về. Chức về là về luôn á. Trời ơi, uống còn ngược về mấy thùng. Trời ơi, này uống hết tôi à. Uống nhiều cũng bị nói mà uống ít cũng bị nói. Giờ uống sao cho không bị nói đi chứ. Nói rồi, đi lại ngân hàng là đừng có bóc hốt. Sáng mày bóc bà chân này. Cho bả điện tôi mấy tuốt. Ghen sao cái mỏ gì kỳ vậy? Không hài lòng hả? Con bà này nè bán cà phê mặc quần chai clip mà hồng. Quần sọ, chồng ta nói mày dâm dữ vậy. Sao chịu đổi hả? Cà phê mà mày mặc quần tà lỏ. Sao mày mặc đầm dây luôn đi. Quán đổi tên này Lương Thị Bá Trương. Nào kêu giấc này chứ. Qua là nó đổi nghề bán bánh rồi chứ phải có gì nữa. Cái gì mấy em khỏi lửa gì đó, khỏi lửa thì bán bánh đó. Bán bao cà cầu.
bánh quý chức bán nha. Thôi con nghĩ chức phát thực hiện luôn đi, bánh gì. Ờ. Cây bán 10 anh Vinh. Bán 20 á, trong bây giờ má má. Ghê vậy. Ờ đúng rồi, cái đây quán cà phê. Già mà coi đầm nè, đồ. Nó già mà còn quái mặt đầm. Tại mà ăn dao chưa? Ờ, chia bánh ra phát mỗi người cây đi. Chức vụ chủ yếu ra đây cho thôi mà ai bán ai. Có trồng ta 2 cây kia nha. Thư 2 cây. Chức cho nè, từ lát chức nổi cho. Thư 2 cây. Đó, thư 2 cây. Nguyễn hết luôn đi. Ông nhiều cái trồng có ly trà đá đậm gì. Trời mấy cái đờ đầm này nó bán có 200-300 mà. Bà có hỏi giá nó nhiều không? Này Sương đẹp ghê không? Đẹp cực kỳ, mới ra lò đầm này mà. Nhất nói chuyện ai à? Nhất nói chuyện ai Nhất? Anh không lẹ lên. Anh ăn gỏi tôi đủ, ăn cơm cho anh. Có cơm cá hường rồi đó. Gần cơm ăn em đi. Gần cơm ăn em đi. Anh ăn cơm cá hường không? Chắc qua mua với tôi nhiều tiền nhé. 80. Ông đó bắt con chó là chắc chiều dài chó. Rồi lên câu xấu nó, sao nó giải ngân được rồi á hả? Sao nó cho bà tiền? Giải ngân gì? Nó đi bóp hoài à. Tôi biết hôm qua nó lộn luôn á. Quá gan lắm. Anh lột vũ anh già hết luôn. Đây là lần thứ anh nợ rồi. Hình chưa ép rồi. Không cho là không cho lúc đầu, còn là 2 năm nay rồi. Nhỏ chết đuối rồi. Đúng rồi, mới bơm lại chứ. Mới làm cứng lại chứ. Không phải cầu kinh xét quá vậy bà Trân. Nhà mà công quay cầu kinh xét hoài kìa. Tẩy bán chứ lấy ai mà nội dụng. Bây giờ bán giờ con phát hết rồi sao? Phát hết mày trả tiền mày cầu mà. Con đâu có biết đâu. Mua thuốc số về chơi. Thuốc số bà không cho bà nói phải liền ra ngoài đường. Mãi tính giác về cho giúp quá. Bà liền ra ngoài đường. Đâu đưa đâm sĩ đi con chạy ra chợ lớn mua cho. Cái này lời lắm á. Ừ lắm. Lời lắm. Vậy không mà anh giao chưa? Nãy giờ anh đi đâu vậy? Cũng cà quán á. Nhớ bà rút số là mình rút chú học sữa bà liếc. Đi cà quê đó là ngon trên đường. Đợt trước anh à, lúc mà Tết á, rút chúng đậu bà là bà liếc. Rút gì mà là đủ 300 ngàn chưa có bịch xà bông. Anh bà anh tin đâu mà về vuốt lông gà. 200 mấy mà hết đồ. Có gì? Còn 200 mấy mà hết đồ con cái chúng rút chúng hết luôn á. Xui. Có cái nghiệp quy chức tôi trả đó là cái rút qua thường dư đồ. Tội nghiệp phải đưa cho 200 mấy cho để quà vốn. Mà cái bộ đó ai đi mua? Mua 500 ngàn. Mua đâu? Chợ lớn á. Chắc bị ta lừa rồi quá. Mới đầu bán cho bà Lan bà Hoàng là 5 ngàn phiếu. Lát hồi mà bán có 2 ngàn, 3 ngàn phiếu, mấy bà cứ chửi quá trời. Ờ đúng rồi, bán 2 ngàn thôi, nên mới bị lỗ đó. Ông chồng con thấy tôi bán giúp cái đó. Anh, bà đã mua đầm này nè. Anh chỉ dán lên làm ngay. Bà suy nghĩ sao mà kêu con mặc cái đầm vậy à. Ngọc Trinh anh sao mà ơi. Mua gì màu trắng không mà. Mua rẻ chơi thôi. Thôi, mấy cái này Nguyễn nó giật cái là dắt hết á má. Mua số trà lớn á. Mua đồ bả đâu liền ra đường kìa. Chắc làm trái đi. Làm trái về ế quá đi. Tự rút luôn. À cha trang về 10 ngàn là 5 phiếu. Không có biết tính toán từ đầu phải không biết tính là cây có hết rồi lá trầu là hết đồ đó con lỗ 200 mấy á. Không đó đâu. Ờ ông chồng phải cho 200 mấy vừa vốn. Tao nói xài nữa là tao quăng. Còn ông Quỷ cầm á, tao mới vừa mang cái bàn lại rút số nó chảy con chó lên. Đi chứ ăn ở sao vậy á? Khó mày. Ăn cầm là mối của anh Bảo đâu bông á, anh chịu chính á anh.
mua 2,7 triệu cầm nó cất bán 1,9 triệu. Nói chứ sao anh bẻo lấy lại à, ta đi bước bước chứ. Thôi anh về anh lấy ốc tràng cho em mượn đi Tấn Nguyễn. Giờ mình chia tay lần cuối đi, mời thứ 7 rồi, 4 tuần rồi. Anh để chữ như vậy nè: tổng thống thiếu tiền tao, tao thiếu tiền bà chết. Thì nhìn mặt chồng ta ở bông lời. Chất sáng giờ nói gì vậy chất? Không muốn chơi chất. Cà phê đâu chịu, ông cứ nhìn bà sống hoài vậy. Không có không? Ừ, nhìn bà sống, ông nhìn tôi, nhìn bà hoài à. Chị chất ca, hay chất đẹp á, chị chất ca. Ông đó hỏi quán Bá Trưng ở đâu, tôi nói anh qua cầu ốc à, hỏi Lê Thị Bá Trưng bán đi ôm là tôi á. Đổi nghề đi, có quán gì đâu mà tháng 5 bán người, tháng 7 bán người. Trời ơi, đổi quán chứ cho ai vô bán bún mà bán gì vậy? Bán cầu da bán à nha. Quán mốt ơi, dân làm quán, à gì chứ làm quán cà phê ôm, tại quán gì thân đi, kiếm đạo về. Thôi không có đạo đó tao. Đây bà cầm quên. Yeah, bà quý bà chức bún bún con đào. Ê, bún con đào đó vô sạch quán ha. Cho uống nhiều đó, cho uống nhiều vô uống trước bóp. Nấu uống bia mà ta thấy rồi này. Ốc hương đi siêu thị 6,7 rồi. Đi siêu thị rồi mày, mấy bà phải cái giường mát ra. Ôi, sao đâu biết chỗ đâu. Trời này, bữa nay biết nó nhỏ hoài luôn á ta. Mà nghe hết luôn á, nó nhỏ. Nó nhỏ cái nghe hết luôn. Mày có cái ghế bát trà, bữa nào kêu nó dắt qua đây em nằm. Nhiều đông này, cũng trà đã. Ê, Tuấn Nguyễn nó ngồi trên ghế mát trà, anh nhìn thấy ông Tuấn tràn lắm, chấm chấm đốc lắm. Chồng ta mở từng BD chắc nói nhiều đó. Gái chứ đâu rồi. Gái lắm á. Thời buổi này có tiền rồi, có tất cả đó. Sao mày có tiền, lỗ mũi mày không có gì vậy? Sao ông chồng nhìn ông có kiếp trai trẻ của tôi. Dân nè. Nó đủ tay rồi đó, chưa vô hả? Đủ tay làm cái gì? Nhậu, đủ tay nhậu. Qua 2 cây, bữa nay 3 cây, 4 cây. Và anh bán cá hấp, cá chiên. Ăn sáng gì dơ dứt? Cá lẩu bò. Con chưa ăn rồi mua cho bà ăn. Quan trọng chồng ta quá. À. Trời ơi. Làm sao tao chiên lên mẹ ăn cho giải cho mặt. Chiên lên cho chồng của bà Sương ăn vậy. Mày chưa chiên mà lấy 100. Đưa tiền mới đi chợ chứ mà nó chiên kỳ vậy. Thôi quá à. Má không đưa tiền à mới đi mua à. À, mày dơ lắm, mày lật lộn dữ lắm. Vô ăn già gán. Dẫn cắt mấy cái bánh ở trên củ lông á, bỏ vô cái vỏ trong cái cắt dài chồng bảo vệ. Thôi chứ ăn nói ăn ngang nói ngược có cái này chứ tự bỏ vô có clip đàng hoàng luôn. Trả vô mặt là mày với bà Trưng ăn dơ sao tao biết được. Ăn dơ ăn dơ. Chuyên gia đổ thừa. Sao bị bắt hả? Ra gặp ông bảo vệ sợ. Còn ơi mày giấu đi đừng cho ông bảo vệ thấy, đừng cho ông thấy, đúng không? Anh à, sinh nhật tháng 10, hai đứa mình mơ sinh nhật bà 7 và sao. Thôi, đưa 100 nè, đó. Nói nghe nè anh, sinh nhật đó hai người. Giờ bắt đầu á, em tặng anh 42 đó hoa hồng. Để tên là Lê Thị Quang, Lê Quang Minh Tuấn. Tuấn Nguyễn. À, Lê Quang Tuấn Nguyễn. Nguyễn. Nguyễn Thị. Nguyễn Thị. Nguyễn Thị Quang Minh Tuấn Nguyễn. Nguyễn Thị Quang Minh Tấn Nguyễn 41 tuổi. Nguyễn Thị Quang Minh Tấn Nguyễn 41 tuổi. Nguyễn Thị Quang giống như cầu hồn vậy chất. Tấn Nguyễn gái chùa Thái Lan cũng chạy chồng. Một mặt là một trai. Nguyễn Thị Minh
cấn mình cấn 41 tuổi đọc thiếu chữ rồi trẻ xui đi hơn lại nam mô ca nam mô a di đà phật. Còn một bữa gì nhất chặt à, đi nguyện gì gì chứ có độc giáp không? Độc giáp là không có linh đâu á. Có giáp đâu, giáp gì đâu đó, đâu có giáp.